Các bạn ơi, mới đi xin rau về cho Thỏ ăn nè. Hôm nay Thỏ được nhiều đồ ăn lắm nha. Ở chợ sắp lễ đó, người ta bán rau quả nhiều, người ta lặt những cái lá già ra nè. Đó, cho Thỏ nguyên mớ luôn ha. Quá chừng là rau ngon. Rồi, một bên này nữa, một thùng dày chắc cũng mấy ký ha. Cũng 10 ký đó các bạn, nặng lắm á. 10 ký hơn đó, rất là nặng. Rồi bên này nè, đó trái cây của Thỏ nè, chuối nè, củ môn nè, mấy cái này chắc mình chôn để làm phân cho cây á các bạn. Còn cái nào mà còn tươi á, còn ngon á thì còn được á thì mới cho Thỏ ăn ha. Chuối nè, còn ngon quá chừng mà người ta bỏ nè ha. Đó, cà chua nè, Thỏ khoái lắm ạ. Hai củ này lấy riêng ra anh. Lấy riêng ra để làm phân. Mấy củ môn đó. Còn mấy cái này được nè, mình rửa sơ đi rồi mình cho Thỏ ăn. Đó. Đồ ăn vẫn còn tốt mà, không nó đâu có bị thối đâu. Mấy cái chuối này nhiều lúc ở trong nhà mình ăn nó cũng chín chín giống dày không, mà ngoài chợ như vậy là họ không có lấy nữa rồi đó các bạn, ta bỏ đó. Bên này nè, bỏ nguyên một thùng chuối luôn, không đó, tha hồ mà Thỏ ăn ha. Chuối mà để chín lên như vậy nè các bạn, ăn mới tốt. Những cái da này đó, nó giúp cho mình chữa trị bệnh ung thư đó các bạn. Đó, nó chín như vậy mới thành là thuốc này, ăn mới tốt cho sức khỏe. Để dành cho Thỏ ăn chứ ở chợ người ta bán thấy không, sơ sơ như vậy mà đó người ta dành cho Thỏ hết. Chừng này chắc Thỏ ăn hơn tuần đó các bạn ha. Quá chừng đã mấy Thỏ này. Trái cây của Thỏ mấy cái này lượm ra nè để làm phân nè, đó mấy cái đó thì mình làm phân cho cây, làm phân cho cây hết rồi không. Vừa cho Thỏ ăn rồi mình lấy phân Thỏ mình bón cho cây nữa đó các bạn. Năm này chắc đất mình tốt lắm đây. Vậy ha, cái chuối giờ đem ra cho Thỏ mẹ ăn nè. Đó, rau của Thỏ này các bạn xin ngoài chợ về đó. Bây giờ thì mình bẻ cho Thỏ ăn nha. Chuối này mình dùng một tay mình bẻ cũng hơi cứng. Đây Thỏ mẹ, Thỏ mẹ ơi, ra đây, ra đây ăn. Đó, thương chưa? Quay ban đêm thì mắt của Thỏ nó không có đỏ lắm các bạn. Sao vậy? Để lột ra cho. Nè, nè, lột ra rồi nè, chuối chín nè. Nó để cầm cho ăn, nó giật vô đó làm chi. Cầm cho các bạn xem Thỏ nè. Nè, xíu ra đây đi. Nè, nè Thỏ mẹ, ra đây. Mau, ra đây, mau. Đây Thỏ, Thỏ ơi, ra đây, ra đây, nè. Ra ăn đi. Ngồi đó ăn đi ha. Thấy thương chưa? Chưa bao giờ quay Thỏ ban đêm nè các bạn. Bây giờ chắc cũng 7 giờ tối rồi đó. Thắp điện lên mới thấy được Thỏ ăn thôi. À, các bạn thấy Thỏ nhìn dễ thương chưa? Thắp điện lên đó, cái điện chói với mắt Thỏ nhiều lại. Nhai ghét kia. Ăn chuối ha, tiện ha. Ăn luôn cả vỏ luôn. Nè, chuối chín nè. Cưng kìa. Gặm gì gặm dữ vậy Thỏ ơi? Hử? Rồi, gặm tí thôi. Rồi cho Thỏ ăn thứ khác nha. Thỏ ăn cà chua không? Nè, cà chua chín nè. Cà chua chín có ăn không? Ăn luôn nè. Thương chưa?
thì thích cà chua lắm. Thỏ thì rất là thích cà chua các bạn. Cà chua chín, cà chua sống gì thỏ cũng thích ăn hết. Trồng cà chua là để phần cho thỏ nhiều nhất đó. Ăn nữa không? Chê rồi hả? Rồi. Nè, cho cái lá bắp cải này. Ăn lá bắp cải này. Thích lắm á. Các bạn thấy ban ngày á, thấy mắt thỏ nó màu đỏ hay màu tím tím. Mà ban đêm á nhìn mắt thỏ này nó đục. Nó lờ mờ ha. Nhìn nó không có rõ lắm. Đó, nhìn mắt thỏ này ha. Bên kia rõ. Kéo chuồng đi chỗ khác, ngó bộ thỏ không chịu á các bạn. Nè, ăn đi. Không chịu kìa. Không chịu. Đi ra, ra. Rồi leo vô đi. Đó, thay đổi cái chỗ không có chịu đó. Rồi, bỏ lại chỗ cũ rồi đó. Không ăn nữa hả? Nè, cho nguyên nải chuối nè, gặm đi. Này thỏ. Thỏ ơi, sao vậy? Có baby không mà mập quá vậy? Đây đây, đây đây, đây đây thương. Đây đây thương, thương. Để cái ổ như cũ thì mới chịu đó. Muốn ăn gì? Nè. Hello. Thỏ làm gì vậy thỏ? Đó. Đó. Để không có trúng. Để không có trúng chỗ là không chịu ăn đâu các bạn. Chỗ này là chỗ ngủ nè. Mình bỏ thức ăn vô trong này thì không có chịu lắm. Thích để ra ngoài này thôi. Ăn có chỗ, ngủ có chỗ. Đi vệ sinh cũng có chỗ luôn. Thấy thỏ dễ thương không? Gì đây? Tới đây làm chi vậy? Muốn ăn chuối không? Bụng nhũng nhẽo lắm, muốn cầm cho ăn nè. Thương không? Sao vậy? Buồn ngủ rồi sao? Mắt lờ đờ vậy thỏ. Thỏ trắng, thỏ mẹ. Cái răng thỏ ngồi trước nhai rộp rẹt. Nhai xong chứa ở dưới cái phần cổ đó rồi lấy lên nhai từ từ, không biết có phải giống bò không nữa. Phía dưới cổ có cái nọng kìa. Nè. Thích ăn vỏ chuối hơn là trái chuối ha. Thấy miệng thỏ ăn dễ thương các bạn. Miệng cái cưng kìa.
Nị nha, nhốm nhép không ngừng, y như là cái máy vậy. Thỏ hiền quá ha. Bye bye thỏ, bye đó, cho thêm vài thứ nữa nè. Thỏ ăn ớt không? Ớt này. Hello thỏ nè, đó đồ ăn mới của thỏ nè, ra đây ra đây ra đây. Ra đây ăn nè, nè ăn đi. Mới đi lấy rau về cho thỏ nè, mới cho thỏ mẹ ăn xong á, bây giờ cho mấy chú thỏ nhỏ nhỏ này nè. Thỏ bông, thỏ bông. Thỏ mẹ sợ gà thấy đèn nó. Thỏ bông này, phải lột ra mới nghe mùi mà ăn nè. Ăn đi, sao vậy nè, lá bắp cải nè, ăn đi. Ăn chê hả? Mấy chú thỏ nhà mình dễ thương chưa? Ăn buổi sáng với buổi tối. Mấy bữa này tối quá không có quay được các bạn. Nó ra đây ăn, ra đây ăn. Nó ra đây nè. Chuột lang lanh không? Các bạn thấy chuột lang này ăn dữ không? Tay chân thì bé xíu xíu mà ăn cái miệng lanh nhanh thông thoát luôn. Cho thỏ ăn với nè. Ăn chuối không? Không cho ăn chuối à? Có rau là bỏ chuối các bạn, không có thích ăn trái cây ngọt, thích ăn toàn rau thôi. Măng tây thỏ nó không thích nha. Không biết thỏ này có ăn măng tây không, chứ thỏ kia nó đâu ăn măng tây đâu, không có thích lắm. Nè cho trái cà chua nè, ăn cà chua không? Ôi, lấy lại bỏ cải. À, ăn cà chua không? Hả? Cà chua đi. Chua cá. Chua lá. Thích ăn rau lắm các bạn ơi. Thấy không? Lấy rau đi rồi còn có chút xíu. Đó, chuột lang đói quá, ăn luôn cà chua luôn. Thỏ xôn xao ha, ăn uống cả ngày. Đây, ăn đi. Chê chuối nè các bạn, khi nào mà đói lắm mới ăn chuối. Đó, chuột lang nè, ai chê chuột lang tới ăn nè. Không, không cho chuột lang ăn rau, ăn chuối thì ăn. Chuột lang đi đâu vậy? Nè, ăn đi. No, 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 no. Xuống chi vậy? Thôi mẹ. Nè, qua thôi mẹ đi. Treo lên cao, treo lên cao, chồm lên ăn nè.
chuột lang chui chui ngõ này ngõ kia, ăn đủ nơi hết trơn, chỗ nào cũng có mặt chuột lang dành không. Thỏ đen ăn ngon không? Thỏ bông sao bây giờ hiền vậy? Thỏ bông hả? À, thỏ bông núp hả? Núp hiền quá vậy. À, mình quay một đoạn cho các bạn xem thỏ hôm nay nè, ăn chuối không? Thôi lột mấy cái giấy này ra, thỏ ăn luôn cả vỏ chuối mà các bạn. Thỏ nó thích cái vỏ hơn là cái ruột ở trong á. Đó, nãy chuối này là ăn đủ chừng này rồi đó. Ăn hết rau là tự động không có gì ngon nữa là ăn chuối rồi. Nè, có cái củ dền nè, ăn củ dền thôi. Củ dền nè, ăn mấy chuột lát. Chuột lát, ăn củ dền không? Nè. Thích rau thôi. Ha, cứ đi theo gặm cái lá bắp cải già. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình các bạn cảm thấy yêu thích thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.